Thưa quý vị và các bạn, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, làng kháng chiến Tam Nông, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ đã được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá là làng kháng chiến kiểu mẫu khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Tam Nông hôm nay, diện mạo quê hương đã đổi mới, phong trào xây dựng nông thôn mới được người dân nơi đây tích cực xây dựng và tạo ra một vùng quê thân thiện với môi trường, đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao và tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Bên bia chiến thắng Tam Nông được đặt ở trung tâm thôn Tam Nông. Mặc dù đã bước sang tuổi 80, nhưng ông Nguyễn Anh Ngôn, sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn còn nhớ rất rõ những ký ức lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân hào hùng của người dân nơi đây để kể lại cho cán bộ và các cháu thiếu niên trong xã. Bởi vì này, đặc điểm là lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh. Từ năm 1946 đến năm 1951, Tam Nông đã diễn ra hơn 140 trận chống càn đối với thực dân Pháp, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên giặc, trong đó có 61 lính Pháp và sĩ quan chỉ huy. Chiến thắng của quân và dân Tam Nông góp phần cùng với quân và dân cả nước làm nên thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động Nam Châu. Làng Tam Nông là sơ sát tiêu điều trong kháng chiến chống Pháp, không kể bộ đội huyện và bộ đội của tỉnh. 28 liệt sĩ đã ngã xuống ở đất này trong chống Pháp. Và 9 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 2 anh hùng cảm tử cũng là đầu tiên của cái tỉnh Hải Hưng lúc bấy giờ. Là làng Tam Đông ấy thì như thế là đã có một cái câu nói, tức là làng Tam Đông là làng kiên quyết không tè, bao giờ đất lộn lên trên mây mà mây lộn xuống đất thì đây mới tè. Tức là làng Tam Đông là cái làng kháng chiến, tức là kiên quyết không tè. Thôn Tam Đông cũng góp phần làm nên một cái thành tích của xã anh hùng. Phát huy phong trào xây dựng nông thôn mới cùng với nhân dân trong tỉnh, thôn Tam Đông, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và tiếp tục xây dựng để trở thành nông thôn mới kiểu mẫu. Trên 90% gia đình đạt danh hiệu làng văn hóa, công tác bảo vệ môi trường luôn xanh, sạch, đẹp. Cháu rất là tự hào về những người anh hùng đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập cho đất nước chúng ta. Hiện nay thì chúng tôi tập trung cao xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với nông nghiệp thì hiện nay chúng tôi đăng ký với lại công ty giống Hữu Cơ sản xuất 100 hectare nuôi giống, tranh thủ sự hỗ trợ của Sở Nông nghiệp cho nhân dân đăng ký ghép nhãn với giống chất lượng cao, được giống vải trứng sản xuất tại cái địa bàn Hưng Đạo. Đáng chú ý là phong trào sản xuất lúa giống hàng hóa vẫn được thôn duy trì phát triển với gần 30 hectare đất nông nghiệp tốt nhất dành để sản xuất. Tự hào với mảnh đất anh hùng trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, các thế hệ người dân Tam Nông nói riêng, cán bộ và nhân dân xã Hưng Đạo nói chung vẫn đang hăng say lao động sản xuất, phát huy truyền thống quê hương anh hùng.